Có một sự thật là chúng ta hay nói là bắt đáy bắt đỉnh của vàng. Một số người bắt đáy bắt đỉnh theo RSI, nếu RSI quá cao tức là chúng ta sẽ xu hướng bán ra, nghĩa là RSI tầm 80 85 là vượt mua là sẽ bán ra. Hoặc RSI 12 13 14 ấy, là chúng ta thấy RSI thấp là mua vào là bắt đáy bắt đỉnh ấy. Nhưng thực ra ấy, là có một sự thật là quên đi khái niệm cao và thấp của vàng, cho nên tôi hay nói là vàng là cao phải mua, thấp phải bán, để chúng ta vù của giá đà của nến để cho chén ấy. Quên đi khái niệm cao thấp của vàng. Khi chúng ta đã chơi vàng rồi thì chúng ta cứ chơi theo xu hướng chủ đạo của vàng, chủ đạo của nó, đà của nó, chủ đạo thôi. Thế thì khi mà chúng ta hiểu được là vàng tăng vù vù là nó phải vận hành dựa theo phiên Mỹ, mà vàng giảm vù vù là nó phải vận hành theo xu hướng chủ đạo của Mỹ, nên chúng ta phải để ý cái điều đó, đúng không? Vậy thì đừng bao giờ nhìn thấy là cái việc tin vào đồn đoán hay là chúng ta đoán nhé, đừng đoán mà phải xem, hay chúng ta nhìn nhìn nhìn, nhìn.